Hello quý vị và các bạn, buổi chiều hôm nay Tiến Mimi sẽ test những cái cấu hình nó rất rẻ tiền mà rất chất lượng hay coi nha, giá chỉ vài triệu và một âm ly, một đôi loa B3. Thì sau đây Tiến Mimi sẽ vào chi tiết cho các bác và quý vị cùng xem. Thì trước mặt quý vị và các bạn, đây là một chiếc âm ly này, nó liền vang rồi đấy, chất là một cực hay, vang của Echo, là vang kép nhá, vang hay thế to đấy. Âm ly này là của Đài Loan đó nhé, nó là MBX này, đây là cân loa volume này, ECHO này, mic tổng này, ở đây nút thăng trầm, giọng nam giọng nữ, đây đằng sau này, đây đằng sau nó vào DVD này, VOD này, AUX này, đấy, đây những cái cầu lối. Đây là chạm loa. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Hàng này của nó là và made in Taiwan luôn các nhá. In Taiwan luôn. Hàng rất đẹp, thông số mã vạch chứ đây. Máy bên trong như mới, đằng sau như mới này thì lắp như bẩn kim chưa lau đâu. Mặt là bằng nhôm phay nhau nhá, không bằng nhựa đâu, nhưng hàng bằng nhựa nó rẻ tiền hơn rất nhiều, 2 triệu 3 triệu thôi. Còn cái hàng này của bên Tiến Mimi đang giao bán là 3 triệu 500 nghìn bao ship nhé, cực hay luôn. Đấy. Và ghép cùng một đôi loa B3 HF101. Đấy, Tiến Mimi lấy vẻ ẩm nâu qua thôi. Nó đã trắng như thế này rồi. Còn cái đốc trên này Tiến Mimi chưa lau được, lau mỗi mặt trước rồi. Đấy. Có thích để lập thì để làm thì quay cái tem này lên. Có thể đứng để rút quay tem ra, quay tem này con này. Để tìm tem quay được nhé. Đấy, mới lau qua thôi, nó trắng bốt này rồi, như Ngọc Trinh rồi. Đây là đằng sau của loa này, đây là chạm loa này, đây là mã loa này HF101 này của B3, hàng chính hãng xịn nha, một bát 25, hai chung hai chép, tiếng thì cực hay luôn. Đánh vào con âm ly này thì nó thì không phải nghĩ rồi mà tiếng rất mịn và nhuyễn. Thì cái âm ly này là 3 triệu 500 nghìn, đôi loa này giá 5 triệu rưỡi, đấy là bao ship tất các bác. Nếu cả hai thứ này các bác về mất có 9 triệu thôi, về thì cắm mic vào là hát, không phải đất một thêm cái gì nữa, tiếng cực hay. Đây mời quý vị và các bạn cùng nghe ít nhạc qua nghe thích chưa.
bác, giá thành thì nó vô cùng hợp lý luôn. Giá có 9 triệu thôi, là một đôi loa B3HF101 đẹp như thế này, và một chiếc âm ly của Đài Loan, made in Taiwan. Đó, công suất của đẩy đây là 760W, là tương đương là mỗi kênh hơn 300W, đánh được hai cặp này bác nhé. Đấy, chạy 12 sò LVV kép. Đấy, size bao u cực to luôn, mặt nhôm phay bác nhé, chứ không như những cái hàng mặt nhựa nhựa về tiền đâu, mặt nhôm phay đấy. Đó, giá thì vô cùng lý. Trước thì mình về mười mấy con đó, nhưng bây còn chỉ còn có hai con thôi, không còn nhiều đâu ạ. Con nào mua thì nhanh tay điện cho sớm, sớm được tiến pin đi, có 3.500.000 một chiếc thôi, lo thì 5.500.000, tổng là có 9.200.000 món này, giá vô cùng lý luôn. Các bác về thì cắm từ trên cái tivi hay là từ đầu đĩa xuống là alo thoải mái rồi, hát hò vô tư rồi đấy. Chạy 12 solo GV kép nhé, hàng Mỹ Taiwan, vỉ trắng nhé, không phải vỉ xanh đâu, hàng vỉ trắng đấy, hàng cực chất lượng. Tại vì đến đi bán những cái hàng rẻ cho rẻ hẳn đi, mà tốt tốt hẳn đi, không có bán hàng nhỡ nhỡ đâu, hàng vỉ trắng rồi. Vâng, giá thì là có 9 triệu, là gồm một âm ly và một đôi loa. Nếu bác nào có nhu cầu lấy thì liên hệ em à, Tiến BB theo số điện thoại là 0948 388 448, xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến BB ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, các bác thấy video hay hãy bấm cho Tiến BB một like và chia sẻ cho Tiến BB để được nhiều bác trên mọi miền Tổ quốc để biết đến cửa hàng Tiến BB hơn. Vâng, và bây giờ xin chào tất cả quý vị và quý bạn.